Bạn chân là gì? Bạn chân là gì? 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 Chân là cho nó cất tao đi chỗ tao phải chống to mà nó thu rồi thả một rầu thế này cho tốt anh này. Ba cháu làm ăn được. Ba buồn làm buồn làm. Lấy rồi. Làm nữa đi. Nếu lên tôi muốn thì bán khôi chẳng gì nữa. Cái chủ đang là luôn lên đấy. Lá gò bột vô mà. Không. Đó, thì luộc. Xin bà. Thì ra đây này. Cứ bác bằng cái đất tập quạt thằng chết. Ơ, cái này rau gì nhỉ? Rau mít. Mít á? Đây là rau mít. Mít này, hoa đu đủ này. Bông bạc. Rau bông bạc. Rau bông trắng. Này, hoa đu đủ. Ơi, rau này gọi rau gì nhỉ? Rau chuối bồ công anh. Rau này á? Tưởng là rau bồ công anh là rau tàu bay đấy. Nghe bảo bồ công anh đấy. Mường gọi là rau chuối đấy. Này ăn đắng đắng nhỉ. Hơi. Ba bốn loại rau rồi chứ. Còn hoa chuối đâu nữa chứ. Còn hoa chuối. Cái sao hay là đồ hấp. Này đặc sản dân tộc. Ăn thịt chó đây con chó này. Con này to rồi chứ. Con này. Con này. Con này. Ăn đồng loại. Ăn đồng loại. Ăn thua. Bưởi đào nhà nghĩa đấy mà lại. À có cây này. Cái lá để cuốn gan của con gâu gâu các bạn. Gâu bướm thì.
Đây là món gan mỡ cuốn cái lá. Lá này gọi là lá diêu bông đi. Là bông du. Để xong rồi cho vào cái nồi này để hấp này các bạn. Ui, trong này khỏi lắm các bạn. Mù mịt luôn này. Thôi đi ra ngoài đấy phải khói. Ở đây không khói đâu, đoạn này không khói đâu. Đây, gió từ hướng này mà các bác. Trong kia thì anh em tôi lại bật quạt nó ngược lại, đâm ra gió nó cứ khói nó quay quẩn ở trong cái nhà. Rét hết cả mắt rồi. Đây sau nhà một chân gà mới ngan này các bác. Kia là chuồng bò. Đây con gà này. Đây con gà gì mà nó màu nó hay đấy nhỉ? Gà trống này. Gà đen. Gà đen á. Màu nó cứ thâm thâm đen đen. Gà đen của bọn đấy. Gà tất cả người nó đen đấy. À gà gà đen đấy. Thịt đen đúng không? Nhưng có thấy đen mấy đâu. Nó thấy cái da nó đã đen rồi, cái bảo nó cũng đen rồi. Để các bác. Gà đen. Nấp ở trong cái lùm mà trong ngót này. Đẹp phết nhỉ, màu đẹp phết. Con này mà xinh chân từ ngoài có uống nước. Hơi to. Ờ được. Này, muốn con trống này thôi. Có mối con đấy, trò mối con đấy. Bừa vừa. Con này xương nó đen đúng không? Lông mà trắng. Lông trắng. Bây giờ thì đang chờ để nướng thịt thôi. Mọi thứ thì đang cho lên bếp hết rồi các bạn. Các bác nhìn thấy khói pin chưa? Thịt bắt đầu cho lên bếp rồi. Tài nó chỉ đạo món này. Hay là chơi quạt từ ngoài thổi mẹ cho nó tạt vào trong kia. Hoặc là tắt mẹ quạt đi, thì gió ở ngoài này. Thì đoạn đấy nó đến đấy là hết rồi. Tìm cũng có chứ, chẳng nhẽ lấy chặt cái viên đấy. Cái chòi này bao lại bên con này chòi ở vùng đấy là lại 3 mét đó nhá. Đây là quả được hút được. Thế để quạt đấy nó hút ra đấy được ấy nhỉ. Làm khói mù mịt hết này. Thấy đỡ rồi đấy. Đưa muối. Khói này mình đưa muối. Nhà ít muối. Đây món thịt ngày hôm nay đây. Vitamin Go Go đây. Ui con này mỡ dày thế nhỉ. Thịt này cứ nhiều. Mỡ 5 phân đấy chứ. Con này bao nhiêu cân? 19 cân. Con này 19 cân đúng không nhé. Con này là già đấy.
mỡ dày này các bạn. Đây là món lòng thịt hấp. Bây giờ tôi sẽ kiếm một cây mía để cuốn cái lòng của nó để nướng qua đi các bác nhé. Đây có một cây mía đây các bác này. Cái này là vừa đấy. À, xin lỗi các bác vì một tay cầm nó quay một tay chặt. Đặt nó quay sang đây. Mía. Đây ta ơi. Chuẩn mía luôn đấy. À đây, có cái mía đấy rồi anh ba ơi. Bây giờ mời các bác ra đằng trước để xem anh Tùng anh thái thịt ấy. Ngay đằng trước này anh Tùng anh đang thái thịt. Tí thì bày mâm.